Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta xây ra viên trên lưng huyền vũ của tác giả Các Trùng Khống. Tập 40. Chương 391. Hoan nghênh người quay lại. Ở cửa cung điện, vệ ấu Lan bước ra, tay xách hộp cơm, chuẩn bị đưa bữa sáng đến cho Vưu Phi Nhi. Cô bé gặp phải Hồ Tiên mới trở về, nhẹ nhàng chào hỏi, tiểu thư Hồ Tiên tới rất đúng lúc, có thể ăn điểm tâm rồi. Tiểu Lan, ta đã về rồi đây. Hi Bối Kỳ thò đầu ra từ phía sau Hồ Tiên, đôi mắt màu vàng óng tỏa sáng lấp lánh. À, tiểu thư Hi Bối Kỳ. Hai mắt của vệ ấu Lan sáng lên, dịu dàng cười nói, hoan nghênh người trở về. Tiểu Lan, Mễ Nặc có ở đây không? Mễ Á đi lên trước. Tiểu thư Mễ Á, hoan nghênh người trở về. Vệ ấu Lan nở nụ cười, nhẹ giọng đáp lại, tiểu thư Mễ Nặc đang ăn sáng ở phòng ăn. À, nếu chúng ta tới thì bữa sáng còn đủ không? Hi Bối Kỳ cười trêu chọc. Vẫn đủ, phòng bếp vừa mới làm rất nhiều bánh bao. Vệ ấu Lan cười nhẹ nhàng lắc đầu. Tờ mờ sáng, ba tiểu hầu gái và Mễ Nặc đã bận rộn trong phòng bếp. Bốn người làm rất nhiều bánh bao với đủ loại nhân, xem như bữa sáng và bữa trưa. Bánh bao, đôi mắt to màu vàng óng của Hi Bối Kỳ chớp chớp, món ngon mới. Ta đi đưa bữa sáng cho tiểu thư Vưu Phi Nhi. Vệ ấu Lan lễ phép hành lễ, quay người đi về phía sở nghiên cứu. Vưu Phi Nhi nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại bắt đầu nghiên cứu bí dược cường hóa thân thể mới. Đi thôi, chúng ta vào trong. Hồ Tiên nói với giọng quyến rũ, uốn éo tiến vào cung điện. Đi tới phòng ăn. Thiếu nữ ma cà rồng và cô gái tai mèo nhanh chóng đuổi kịp, các cô đã đói bụng rồi. Tam trưởng lão, Lan Đế chớp chớp đôi mắt màu hổ phách. Đi thôi, Tam trưởng lão bình tĩnh lên tiếng. Hồ Tiên đi vào phòng ăn, thấy Mục Lương và những người khác đang ăn bánh bao, bĩu môi nói, không ai chờ ta à. Chị Hồ Tiên, mau ngồi xuống đi. Mễ Nặc ngây thơ đáp. Đúng rồi, ta mang chị của ngươi đến đây. Hồ Tiên dùng đuôi kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Phi Nhan. Mễ Nặc, ta đã trở về. Mễ Á đi vào phòng ăn, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô gái tai thỏ. Cuối cùng chị cũng trở lại rồi. Đôi mắt màu xanh lam của Mễ Nặc lộ ra nét mừng rỡ. Cô đứng dậy nhanh chóng nhào về phía cô gái tai mèo, hai người ôm chầm lấy nhau. Ta cũng trở về rồi. Hi Bối Kỳ phất tay chào hỏi mọi người trong phòng ăn. Hoan nghênh ngươi quay lại. Mục Lương ôn hòa cười nói, Hi Bối Kỳ, hoan nghênh người đã về. Nguyệt Phi Nhan nói không rõ lời, bánh bao vẫn còn ở trong miệng. Nuốt xuống rồi nói tiếp, cẩn thận coi chừng bị nghẹn. Nguyệt Thấm Lan cong ngón tay bắn vào trán con gái. Nguyệt Phi Nhan chu miệng, dáng vẻ của cô rất đáng thương. Chị, ngươi đã ăn sáng chưa? Mễ Nặc buông tay ra, nghiêm túc quan sát chị gái. Rột. Gương mặt xinh đẹp của Mễ Á ửng hồng, bụng đã trả lời thay cô ấy. Hai tiểu hầu gái nhanh nhạy lấy bộ đồ ăn mới, đến phòng bếp bưng hết chỗ bánh bao còn lại đặt lên bàn ăn. Mục Lương ngước mắt nhìn về phía cửa phòng ăn, có hai cô gái và một người phụ nữ xa đang đứng đó. Nhìn vào trong, Mục Lương, đây là sư phụ của ta, đây là Lan Đế và Lị Lị, họ đều là bạn của ta. Mễ Á nghiêm túc giới thiệu nhóm người Tam trưởng lão. Sau đó, cô lại nhìn về phía Tam trưởng lão, sư phụ, đây là thành chủ thành Huyền Vũ, Mục Lương. Xin chào, thành chủ các hạ. Tam trưởng lão gật đầu thăm hỏi, chậm rãi tự giới thiệu, ta tên là Bối Nhĩ Liên. Tam trưởng lão tên là Bối Nhĩ Liên, đang đánh giá Mục Lương, cô nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy của đối phương, nhận ra mình không nhìn ra sâu cạn. Đồng thời cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ thành chủ thành Huyền Vũ lại trẻ tuổi như vậy, không biết thực lực của đối phương cao hay thấp. Mục Lương bình tĩnh gật đầu, đưa tay ra hiệu nói, xin chào, Bối Nhĩ Liên các hạ, mời ngồi. Mễ Nặc kéo tay của chị gái, cô sợ người lạ cho nên trốn sau lưng cô gái tai mèo, vụng trộm nhìn nhóm người Tam trưởng lão. Tất cả ngồi đi. Mục Lương ôn hòa lên tiếng, cảm ơn. Lị Lị và Lan Đế lễ phép đáp lại, ngồi xuống bên cạnh Tam trưởng lão. Hai cô gái nuốt nước bọt, nhìn bánh bao trắng tinh trên bàn cơm, trong lòng vừa tò mò vừa câu nệ. Mễ Nặc kéo chị gái ngồi trở lại bên cạnh Mục Lương, cầm hai cái bánh bao nhét vào tay cô gái tai mèo.
Không cần khách khí, ăn đi. Mục Lương mỉm cười ra hiệu. Đây chính là bánh bao à? Hy Bối Kỳ không khách sáo, cầm bánh bao cắn một miếng lớn, nhấm nuốt, vỏ bánh thơm mềm ngon miệng, nhân thịt đậm đà tươi ngon. Hy Bối Kỳ vừa ăn vừa liên tục tán dương, quá ngon. Lị Lị và Lan Đế thấy thế, mím môi một cái, nước bọt tràn đầy khoang miệng, hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào chồng bánh bao trên bàn ăn. Cuối cùng hai người không nhịn được nữa, cầm bánh bao lên, há mồm cắn một cái. Ăn ngon thật. Lan Đế không thể nghĩ ra từ ngữ nào khác để hình dung, cắn một ngụm, nửa cái bánh bao biến mất. Lị Lị cũng không còn giữ được hình tượng thục nữ, một cái bánh bao chỉ cần ba ngụm là ăn xong. Khóe mắt của Bối Nhĩ Liên hơi co giật, mất mặt, thực sự là mất hết mặt mũi của ốc đảo. Tam trưởng lão, thật sự ăn rất ngon. Lan Đế khẽ nói, cô biết Tam trưởng lão ngượng ngùng, thế là cầm một cái bánh bao đặt ở trên tay cô ấy. Bối Nhĩ Liên do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn một miếng nhỏ, chậm rãi nhấm nuốt, nhưng vừa cắn một miếng, kế tiếp không thể ngừng được nữa. Lan Đế kinh ngạc trố mắt nhìn Tam trưởng lão lấy tốc độ hai ngụm một cái bánh bao, trong vòng 2 phút đã sơi gọn 6 cái. Phòng bếp còn bánh bao không? Mục Lương hơi cau mày, nhìn về phía Ba Phủ. Đại nhân Mục Lương, đã hết sạch rồi. Ba Phủ khẽ lắc đầu. Vậy nấu một ít mì chua cay đi. Mục Lương phân phó. Vâng. Ba Phù đáp lại, bước nhanh rời khỏi phòng ăn đi vào phòng bếp. Gương mặt xinh đẹp của Lị Lị hơi ửng hồng, có chút xấu hổ. Bối Nhĩ Liên ngượng ngùng hỏi, ta có thể hỏi bánh bao được làm từ cái gì không? Bột mì. Mục Lương bình tĩnh nói. Bột mì. Bối Nhĩ Liên vẫn thắc mắc. Mục Lương bình tĩnh giải thích, bột mì được làm từ một loại thực vật xanh gọi là lúa mì. Trong lòng Bối Nhĩ Liên cả kinh, đây là thức ăn được làm từ thực vật xanh. Chẳng lẽ Thành Huyền Vũ đã thực hiện được việc tự do ăn rau xanh? Hy Bối Kỳ nuốt bánh bao trong miệng xuống, nhỏ giọng hỏi, Mục Lương, lần này các ngươi muốn đi tới Thành Dạ Nguyệt à? Ừ. Mục Lương khẽ gật đầu, cười hỏi, nhà ngươi ở đó phải không? Ừ, nhưng ta không muốn trở về. Hy Bối Kỳ bĩu môi lắc đầu. Vì sao? Mục Lương lộ vẻ mặt kinh ngạc. Về rồi sẽ không thể ra ngoài được nữa. Hy Bối Kỳ nói với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Cô vừa nghĩ tới những trưởng lão trong gia tộc thì đột nhiên cảm thấy rất chán ghét, họ vẫn luôn bắt cô hút máu của những người khó ưa. Nghĩ tới đây, thiếu nữ ma cà rồng nhìn chằm chằm Mục Lương, răng nanh nhẹ nhàng cọ sát. Mục Lương, ngươi còn nhớ những gì mình nói trước khi rời đi không? Hy Bối Kỳ chớp chớp đôi mắt màu vàng óng. Đương nhiên. Mục Lương nhếch miệng cười hỏi, cho nên giọt máu trước đó đã được ngươi tiêu hóa hấp thu hết rồi. Ừ, hai ngày trước ta đã hoàn toàn hấp thu xong. Hy Bối Kỳ vội vàng gật đầu, mặt của cô lộ vẻ chờ mong. Chương 392, Hy Bối Kỳ thăng cấp. Hai ngày trước, Hy Bối Kỳ đã hoàn toàn hấp thu tiêu hóa xong máu của Mục Lương, thành công đứng vững ở cấp 5 đỉnh phong, chỉ còn kém một cơ hội là có thể tiến vào cấp 6. Thiếu nữ ma cà rồng phóng một tia khí thế để Mục Lương cảm nhận được thực lực của cô, thật sự là cấp 5 đỉnh phong. Vậy sau khi ăn sáng xong ta sẽ cho ngươi thêm một giọt máu nữa. Mục Lương ôn hòa cười nói. Anh muốn biết, với thực lực bây giờ của mình thì một giọt máu có thể khiến Hy Bối Kỳ trở nên mạnh cỡ nào? Có thật không? Hy Bối Kỳ hưng phấn hỏi. Bởi vì quá kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên đỏ bừng. Ừ, Mục Lương cười gật đầu. Bối Nhĩ Liên trầm mặc nhìn, cô đang tự hỏi tiếp theo nên làm gì. Lần này, chắc ta có thể đột phá cấp 6 rồi. Hiện tại, trong lòng của Hy Bối Kỳ cực kỳ kích động. Đồng thời cô cũng đang chờ mong, lần này nuốt thêm một giọt máu của Mục Lương, không biết chiều cao có thể xảy ra thay đổi lần nữa không. Chừng 10 phút sau, Ba Phù bưng mì chua cay đi vào phòng ăn, mùi thơm nức mũi. Hy Bối Kỳ xoa hai tay vào nhau, ánh mắt không rời tô mì chua cay đặt trước mặt. Cô cầm đũa lên, kẹp mì lên thổi thổi, sau đó há to miệng cắn ăn. Quả nhiên mì chua cay ở phủ thành chủ ăn ngon nhất. Hy Bối Kỳ khen một câu. Lan Đế, Lị Lị tán đồng gật đầu, mì chua cay ở đây ngon hơn phố buôn bán rất nhiều. Quan trọng nhất là trong nước canh còn có hai loại rau quả hoặc có thể nói là nguyên liệu nhiều hơn. Mục Lương các hạ, không biết chúng ta có thể ở đây vài ngày không? Bối Nhĩ Liên đột nhiên mở miệng hỏi. Lan Đế và Lị Lị cảm thấy kinh ngạc, không phải nên bắt đầu nói chuyện hợp tác sao?
Được chứ, ta sẽ phân phó người sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Mục Lương mỉm cười gật đầu. Anh không biết sư phụ của mẹ á có mục đích gì, cũng không biết nguyên nhân cô ấy tới thành Huyền Vũ, chỉ có thể yên lặng theo dõi sự thay đổi. Cảm ơn. Bối Nhĩ Liên lặng lẽ thở phào một hơi. Cô muốn ở lại thành Huyền Vũ thêm vài ngày, đi tìm hiểu thành phố này bằng chính đôi mắt của mình, sau đó mới có thể yên tâm bàn đến chuyện hợp tác. 15 phút sau, mọi người ăn điểm tâm xong, vội vàng rời đi. Mục Lương nghiêng đầu dịu dàng nói, Thấm Lan, an bài chỗ ở cho Bối Nhĩ Liên các hạ và hai vị tiểu thư này. Ừ, Nguyệt Thấm Lan ưu nhã đáp, rồi đứng lên, đưa tay ra hiệu, mời ba vị đi theo ta. Được, Bối Nhĩ Liên đứng dậy đuổi kịp. Lị Lị nhìn Mễ Á, sau đó phất tay một cái, ra hiệu cô ấy yên tâm. Thiếu nữ Ma Cà Rồng nhìn về phía Mục Lương, đôi mắt vàng óng sáng lấp lánh. Đi thôi, chúng ta ra bên ngoài. Mục Lương cười nói, rồi đứng dậy dẫn đầu đi ra ngoài. Hi Bối Kỳ vội vàng hào hứng đuổi kịp. Mễ Nặc kéo tay chị gái rồi cũng đi theo ra ngoài. Hồ Tiên uốn éo đi theo sau. Từ nội dung trò chuyện giữa Mục Lương và cô gái tóc vàng, cô đã đoán được Hi Bối Kỳ là Ma Cà Rồng nên vẫn luôn rất tò mò đối với tộc loài này. Ở bên ngoài cung điện, Mục Lương đứng yên, anh ngước mắt nhìn về phía Hi Bối Kỳ, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Vâng, đã chuẩn bị xong. Hi Bối Kỳ gật đầu, vẻ mặt của cô nghiêm túc. Mục Lương nghe vậy đưa tay ra, ngưng tụ một giọt máu đỏ tươi tại đầu ngón trỏ, trông rất giống hồng ngọc. Ực ực, Hi Bối Kỳ nuốt nước bọt, hai mắt trợn tròn. Đây, Mục Lương vươn đầu ngón tay dính máu tới bên miệng của Hi Bối Kỳ. Cô liền há mồm, lộ ra một đôi răng nanh, liếm giọt máu trên đầu ngón tay Mục Lương. Anh cảm thấy đầu ngón tay hơi ngứa, vội vàng thu tay lại, yên tĩnh nhìn thiếu nữ Ma Cà Rồng xảy ra biến hóa. Hi Bối Kỳ liếm khóe miệng, yên tĩnh chờ đợi cơ thể hấp thu huyết dịch bước đầu. Không có biến hóa gì à? Đôi mắt đỏ rực của Hồ Tiên hiện lên sự kinh ngạc. Vừa dứt lời, gương mặt xinh đẹp của Hi Bối Kỳ nhanh chóng nhíu lại. Nóng quá. Cô lộ ra vẻ mặt đau khổ, làn da bắt đầu ửng hồng, trong cơ thể xuất hiện một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, kích thích máu thịt. Mục Lương nghiêm mặt, trong tay bốc lên xương băng bao quanh thiếu nữ Ma Cà Rồng, giúp cho cô ấy có thể thoải mái một chút. Xoát, Hi Bối Kỳ cắn răng, con ngươi màu vàng biến thành màu đỏ như máu, cánh nhô ra từ phía sau lưng. Mễ Á nhìn chăm chú, khẩn trương nắm bàn tay của em gái. Không sao đâu, Mễ Nặc dịu dàng trấn an. Khí tức của Hi Bối Kỳ đang tăng lên, trước kia là cấp 5 đỉnh phong, theo thời gian trôi qua, thực lực của cô đã nhanh chóng đột phá tới cấp 6, khí thế tăng gấp bội trong nháy mắt. Cấp 6, Hồ Tiên híp mắt, dễ dàng như vậy là đã có thể đột phá tới cấp 6. Cho nên Ma Cà Rồng chỉ cần hút máu là có thể trở nên mạnh mẽ, quả thật là quá dễ dàng rồi. Khí thế của Hi Bối Kỳ tỏa ra vẫn còn đang lên cao, thực lực cấp 6 dần dần được củng cố. Cấp 6 sơ cấp, Mục Lương cau mày nói. Thực lực của thiếu nữ Ma Cà Rồng đã được củng cố ở cấp 6 sơ cấp, nhưng vẫn còn có xu thế tiếp tục tăng lên. Hi Bối Kỳ cắn chặt răng, cảm nhận được trong thân thể đang xảy ra biến hóa, giống như đang hoàn thiện thứ gì. Mười mấy phút sau, khí thế của thiếu nữ Ma Cà Rồng dần dần được củng cố, dừng lại ở cấp 6 sơ cấp, chỉ còn kém một tia là có thể đột phá tới trung cấp. Hô hô, Hi Bối Kỳ chậm rãi mở mắt, thở ra một hơi. Đôi mắt đỏ như máu khôi phục thành màu vàng kim, đôi cánh sau lưng cũng thu lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Mễ Á khẩn trương hỏi. Cảm giác cực kỳ tốt. Hi Bối Kỳ cười cong lên khóe miệng. Ngoại trừ thực lực của bản thân thì thính lực, thị lực, khí lực, tất cả các mặt khác đều được tăng lên cực lớn. Sắc mặt của cô tràn đầy hưng phấn, cuối cùng cũng đột phá tới cấp 6, lại còn dễ dàng hơn rất nhiều người. Có thấy không thoải mái chỗ nào không? Mễ Nặc quan tâm hỏi. Khá tốt, chỉ có một chút mỏi mệt mà thôi. Hi Bối Kỳ nhẹ giọng đáp. Mục Lương, vô cùng cảm ơn. Cô ngước mắt nhìn về phía Mục Lương, nghiêm túc khom lưng hành lễ. Một giọt máu mà thôi, không có gì. Mục Lương ôn hòa cười nói. Vẫn là vô cùng cảm ơn. Hi Bối Kỳ vẫn khăng khăng cố chấp nói. Hi Bối Kỳ, hình như ngươi lại cao lớn hơn nữa rồi. Mễ Nặc kinh ngạc lên tiếng. Thật sao? Hai mắt của Hi Bối Kỳ sáng lên, cúi đầu dò xét chính mình. Ừ, lại cao hơn rồi. Mục Lương không khỏi cười nói. Lúc này,
Hy Bối Kỳ thoạt nhìn như thiếu nữ 16-17 tuổi, chiều cao đã tăng lên ít nhất là 2 cm. Ha ha ha, mê á, ta lại cao hơn rồi. Hy Bối Kỳ vui vẻ cười ha ha. Mê á nhẹ nhàng đả kích, nhưng vẫn thấp hơn ta. Hừ, chắc chắn lần sau ta sẽ cao hơn ngươi. Hy Bối Kỳ hừ một tiếng, cũng không tức giận. Đôi mắt của cô xoay tròn, quay đầu nhìn về phía Mục Lương, mong chờ hỏi, Mục Lương, lần sau, ngươi có thể cho ta lấy máu không? Cô muốn cao hơn 1m7, tất cả hy vọng đều đặt ở trên người Mục Lương. Được chứ? Mục Lương không khỏi cười đáp. Một giọt máu mà thôi, với anh mà nói không đáng là gì. Các bạn đang nghe chuyện Ta xây ra viên trên lưng huyền vũ của tác giả Các Trùng Khống tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 393, Vòi nước, quá thần kỳ. Hơn nữa, Mục Lương tin tưởng có thể giữ cô gái ma cà rồng ở lại thành huyền vũ trong thời gian không xa. Mục Lương, ngươi thực sự là người rất tốt. Hy Bối Kỳ cảm động nói. Khóe mắt của anh giật một cái, mình vừa mới được phát thẻ người tốt. Chị, ta đi làm trà sữa chân châu cho ngươi uống. Mễ Nặc lên tiếng. Mễ Á cong mắt mỉm cười, đáp, tối hôm qua, ta đã uống trà sữa chân châu rồi. Uống rồi. Mễ Nặc sửng sốt một chút. Cô lập tức nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, ở tiệm đồ uống lạnh phải không? Đúng rồi. Mễ Á khẽ gật đầu. Mễ Nặc, trà sữa chân châu có phải do ngươi sáng tạo ra? Không. Hy Bối Kỳ hỏi với vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ. Không phải, đó là ý tưởng của Mục Lương. Mễ Nặc lắc đầu trả lời. Cô nhìn Mục Lương, tiếp tục nói, bốn loại đồ uống lạnh khác mới là sản phẩm của ta và Mục Lương cùng nhau sáng tạo ra. Chúng ta còn chưa uống những loại nước khác. Đôi mắt xinh đẹp của Hy Bối Kỳ sáng lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Vậy để ta đi làm. Mễ Nặc tươi cười như hoa, xoay người tiến vào cung điện. Hy Bối Kỳ bước nhanh đuổi kịp, rất tò mò những món đồ uống lạnh được làm ra như thế nào. Mễ Á nhìn về phía Mục Lương, khom lưng thành khẩn nói, đại nhân Mục Lương, xem ra phải quấy rầy thêm một đoạn thời gian rồi. Không có gì đáng ngại, ngươi ở đây thì Mễ Nặc sẽ rất vui. Mục Lương bình tĩnh nói, chị, mau tới nha. Trong cung điện truyền ra âm thanh thúc giục của Mễ Nặc. Tới ngay. Mễ Á vội vàng ứng tiếng. Cô nhìn Mục Lương rồi lễ phép mỉm cười, sau đó bước nhanh vào cung điện. Đại nhân Mục Lương. Hồ Tiên lúc lắc đuôi đi tới. Có chuyện gì không? Mục Lương nhìn về phía người phụ nữ quyến rũ. Đêm qua, Bối Nhĩ Liên bay ở giữa không trung, nhìn trộm khu vực ngoại thành. Hồ Tiên nhỏ giọng thông báo chuyện diễn ra đêm qua với Mục Lương. Ta đã biết. Mục Lương như có điều suy nghĩ, gật đầu. Vậy ta đi làm việc. Hồ Tiên cười quyến rũ một tiếng, uốn éo rời đi. Một lát sau, Ly Nguyệt xuất hiện bên cạnh Mục Lương, nhẹ giọng hỏi, Mục Lương, chúng ta có cần theo dõi Bối Nhĩ Liên không? Ừ, chú ý an toàn. Mục Lương dịu dàng dặn dò. Vâng, Ly Nguyệt khẽ gật đầu. Cô lại ẩn thân lần nữa, đi về phía thiên điện. Mục Lương trở về cung điện. Thành Huyền Vũ còn rất nhiều chỗ cần cải cách, chuyện này khiến anh cảm thấy đau đầu. 15 phút trước, Nguyệt Thấm Lan dẫn Bối Nhĩ Liên, Lị Lị và Lan Đế tới một chỗ thiên điện. Cô mở cửa phòng thiên điện, nghiêng người nói, ba vị sẽ ở nơi này trong khoảng thời gian dừng chân ở Thành Huyền Vũ. Tốt, cảm ơn. Bối Nhĩ Liên gật đầu. Cô đi vào thiên điện, đây là một căn nhà có 3 phòng ngủ, một phòng khách và một buồng vệ sinh, mỗi phòng rất lớn, bên trong có giường lớn mềm mại. Ghế sofa bằng da thú, dụng cụ đầy đủ. Mọi người nhìn xem còn thiếu cái gì không? Nguyệt Thấm Lan ưu nhã hỏi. Không cần, như vậy rất tốt. Bối Nhĩ Liên ôn hòa nói. Nếu cần gì thì mọi người có thể tìm các tiểu hầu gái. Nguyệt Thấm Lan lễ phép nở nụ cười, sau đó quay người rời đi. Cót két. Lan Đế đóng cửa nhà lại, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy ngạc nhiên. Cô đi dạo trong nhà, sờ nơi này chạm nơi kia. Tam trưởng lão. Ở đây còn tốt hơn Tam Tinh Lâu rất nhiều. Cô ấy cảm thán một tiếng. Lị Lị ngồi trên ghế salon bằng da thú mềm mại, nửa người lọt thỏm vào bên trong, cực kỳ thư thái. Lan Đế đi vào phòng vệ sinh, nhìn thấy bồn rửa mặt chế tạo từ lưu ly, ở trên có một món đồ kỳ quái. Cô ấy giơ tay vỗ, không cẩn thận vặn mở vòi nước, nước sạch lập tức chảy ra. À, mới chạm một cái là đã có nước rồi. Lan Đế kinh ngạc lên tiếng. Lị Lị và Bối Nhĩ Liên lại gần,
Ba đôi mắt nhìn chằm chằm vòi nước, cảm thấy vô cùng tò mò. Lị Lị đưa tay ra, khẽ đụng nhẹ vào chốt mở vòi nước, nhưng nước vẫn không ngừng lại. Phải chuyển động chốt mở này mới được. Lan Đế giơ tay làm mẫu, nhớ rõ vừa rồi vặn chốt mở thì nước mới chảy ra. Lan Đế vặn chốt ngược chiều kim đồng hồ, nước càng chảy xối xả. Quá nhiều nước. Lị Lị khẽ hô. Đừng lãng phí nước. Bối Nhĩ Liên nghiêm túc nói. Vâng. Lan Đế vội vàng vặn chốt theo chiều kim đồng hồ, vặn chặt cho đến khi không còn nước chảy ra nữa. Thật thần kỳ. Trong lòng Lị Lị vô cùng chấn động. Kể từ khi tới thành Huyền Vũ, cô ấy được nhìn thấy quá nhiều thứ mới lạ, mỗi một thứ đều khiến lòng cô ấy rung động. Ở đây thật sự tốt hơn ốc đảo quá nhiều. Lị Lị phiền muộn, vị trí đầu tiên của ốc đảo trong lòng cô ấy bắt đầu dao động. Ở đây thật sự quá tốt. Cảm xúc của Lan Đế tăng vọt, cô ấy rời khỏi phòng vệ sinh, bước vào phòng ngủ. Lan Đế nằm trên giường lớn, giường nơi này còn êm ái và thoải mái hơn Tam Tinh lâu nhiều. Bối Nhĩ Liên tập trung nhìn vào vòi nước lưu ly, thật lâu không nói. Ở ốc đảo, nước rất trân quý, ngoại trừ để uống thì toàn bộ đều dùng để nghiên cứu và trồng cây xanh. Mà toàn bộ nguồn nước đều cần phái người đến những thành thị khác mua sắm. Mỗi tháng số tiền dùng để mua nước là một khoản chi tiêu cực lớn. Ra bên ngoài ngắm một chút. Bối Nhĩ Liên quay người rời đi phòng vệ sinh, dự định đi xung quanh thành Huyền Vũ một chút. Tam trưởng lão, chúng ta cùng nhau đi. Lan Đế vội vàng đứng lên đi theo. Ta cũng đi. Lị Lị cất bước đuổi kịp Tam trưởng lão. Ba người rời khỏi căn nhà, trở lại sảnh chính cung điện. Trong phòng bếp truyền đến tiếng cười đùa ầm ĩ của Hi Bối Kỳ và Mễ Nặc. Bối Nhĩ Liên dừng chân, sau đó đi ra ngoài cung điện. Vệ Ấu Lan cất bước đi tới, dịu dàng hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Chúng ta muốn đi ra bên ngoài ngắm cảnh. Lan Đế thành thật đáp, vậy để ta mang các ngươi đi. Vệ Ấu Lan nói khẽ, trong thành có nhiều chỗ không thể vào, có ta đi theo thì sẽ thuận tiện hơn một chút. Vậy làm phiền ngươi. Bối Nhĩ Liên khẽ gật đầu, không có chi. Vệ Ấu Lan lắc đầu, rồi cởi tạp dề trên người xuống, cất bước đi ra ngoài cung điện. Ba người Bối Nhĩ Liên đuổi kịp, đi xuống dưới khu vực trung ương. Ngươi tên là gì? Bối Nhĩ Liên mở miệng hỏi. Gọi ta Tiểu Lan là được rồi. Vệ Ấu Lan đáp không kiêu ngạo không tự ti. Tiểu Lan, người nào sống ở đây vậy? Bối Nhĩ Liên chỉ vào tầng 4 và tầng 3 khu vực trung ương. Vệ Ấu Lan lễ phép mỉm cười, không có trả lời. Ta hiểu rồi. Bối Nhĩ Liên đã hiểu, đây là câu không thể trả lời. Khu ngoại thành, thành Huyền Vũ. Mẹ, ta muốn ăn bánh bao. Trình Tiếu nghiêng đầu về phía mẹ mình. Cô bé mới cùng mẹ đi từ trong siêu thị ra, trong ngực còn ôm ba túi giấy, bên trong đựng bánh bích quy nhỏ và 2 cân muối tinh. Đi tắm trước đã, tắm rửa xong lại đi mua bánh bao. Dụ Tử nhẹ nhàng đáp. Bây giờ đã là chạng vạng tối, cô làm xong một ngày làm việc, rời khỏi xưởng thì đi đón con gái tan học, sau đó lại tới siêu thị. Chờ tắm rửa xong, bánh bao thịt đều bán hết rồi. Trình Tiếu phồng miệng. Không đâu, chờ tắm rửa xong lại đi, bánh bao vẫn sẽ còn. Dụ Tử khẽ cười nói. Cô cũng rất thích bánh bao thịt, vỏ bánh xốp, cắn xuống một cái, còn có nhiều nước nhân thịt, khiến người ta dư vị vô cùng. Chương 394, nhà tắm công cộng. 2 ngày trước, Mục Lương đã cho người mở cửa hàng bánh bao ở đường giáp thứ 2 khu ngoại thành. Một đồng Huyền Vũ có thể mua được 4 cái bánh bao thịt, bánh bao nhân rau xanh cũng chỉ cần 1 đồng là mua được 1 cái. Lúc cửa hàng bánh bao khai trương, Trình Tiếu đã được mẹ cô bé mua cho 2 cái bánh bao thịt. Sau khi cô bé ăn xong một lần thì khó quên, mỗi ngày lòng đều nhớ về bánh bao thịt. Thôi được, Trình Tiếu không thể làm gì khác hơn là chu miệng nghe lời. Đôi mắt của cô bé đảo một vòng, lại đưa ra yêu cầu lần nữa. Mẹ ơi, tắm rửa xong ta muốn ăn 2 cái. Không phải, ta muốn ăn 3 cái bánh bao thịt. Cô bé ngây thơ đưa ngón tay lên để ra dấu, nhưng lại lo lắng túi giấy đang ôm sẽ rơi xuống, khuôn mặt xinh đẹp có chút lo lắng. Ta biết rồi, ta sẽ mua cho ngươi 3 cái bánh bao. Dụ Tử cưng chiều nói, cô nhìn vào con gái, từ khi tới thành Huyền Vũ, cơ thể của con gái càng ngày càng tốt hơn, dáng vẻ gầy gò ban đầu cũng dần dần béo lên. Ta nhớ là nhà tắm công cộng ở cuối đường ất thứ 3. Dụ Tử lẩm bẩm, dẫn theo con gái đi tới đường ất thứ 3. Nhà tắm công cộng cũng khai trương vào 2 ngày trước,
ở nơi này có thể được tắm nước nóng. Từ siêu thị đến cuối đường ất thứ ba cần 15 phút. Hai mẹ con đều ôm không ít thứ, cho nên chậm rãi bước đi, 20 phút sau mới đi tới cửa nhà tắm công cộng. Cuối cùng cũng đã tới, thật là xa. Dụ Tử nhếch miệng, nhìn bảng hiệu nhà tắm công cộng Huyền Vũ treo trên cửa nhà tắm công cộng. Đi thôi, đi vào thôi. Cô dùng cánh tay chạm vào đầu con gái mình một cái. Trong lòng Trình Tiếu tràn đầy tò mò, ôm túi giấy cẩn thận đi vào cửa. Hai mẹ con mới vừa vào cửa, trước mặt chính là một quầy hàng, có hai nam hai nữ ngồi ở phía sau, bọn họ đang ở làm sổ sách. Nữ nhân viên phục vụ ngẩng đầu lên, nhiệt tình hỏi, quý khách là tới tắm sao? Vâng, Dụ Tử có chút khẩn trương gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô tới nhà tắm, cảnh vật xa lạ cũng sẽ khiến người ta cảm thấy lo lắng. Được rồi, ngươi muốn tắm ở phòng tắm chung hay muốn một phòng riêng? Nhân viên phục vụ hỏi, hả, khác nhau ở chỗ nào? Dụ Tử nghi hoặc hỏi. Phòng tắm chung chính là nơi có rất nhiều người cùng tắm, phòng riêng chính là một gian phòng tắm độc lập. Nhân viên phục vụ kiên nhẫn giải thích. Dụ Tử lúng túng hỏi, giá cả bao nhiêu đồng Huyền Vũ vậy? Cô có dự cảm, phòng riêng có thể đắt hơn phòng tắm chung rất nhiều. Phòng tắm chung là một người 2 xu Huyền Vũ, phòng riêng là 3 đồng. Huyền Vũ, nhân viên phục vụ mỉm cười nói, 1 đồng Huyền Vũ có thể đổi lấy 10 xu Huyền Vũ. Phòng riêng mắc như vậy, lòng Dụ Tử run lên. Cô nhớ lại ngày hôm qua, khi đang làm việc ở bên trong công xưởng, cô nghe thấy những công nhân khác bàn về nhà tắm công cộng. Nói là nên đến nhà tắm công cộng hưởng thụ một lần, sẽ khiến cho người ta luyến tiếc không rời đi được. Dụ Tử mím môi một cái, khàn giọng nói, ta muốn tắm rửa ở phòng tắm chung. 1 người đúng không, cần 2 xu đồng Huyền Vũ. Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, ta, còn có ta nữa. Dưới quầy, Trình Tiếu không vui hô hào. Cô bé quá lùn, mà quầy hàng của nhà tắm công cộng lại khá cao, đứng ở trước quầy vừa khéo hoàn toàn bị ngăn trở. A, thật ngại quá. Nhân viên phục vụ xấu hổ cười. Đây, 1 đồng Huyền Vũ. Dụ Tử lấy ra 1 đồng Huyền Vũ đưa cho nhân viên phục vụ. Được rồi. Nhân viên phục vụ nhận lấy tiền, tiến hành phân biệt thật giả theo quy định bình thường, sau khi bảo đảm là tiền thật mới thu lại. Cô kéo ngăn kéo ra, đếm 6 xu Huyền Vũ, sau khi kiểm tra đối chiếu nhiều lần thì đưa cho Dụ Tử. Phụ nữ mời đi vào từ phía bên phải, tiếp theo đi tới nhà tắm số 2. Nhân viên phục vụ đưa tay ra hiệu. Được. Dụ Tử gật đầu một cái. Cô quay đầu nhìn lại, hai bên trái phải quầy hàng đều có một cánh cửa. Trên cửa bên trái viết lớn chữ nam, trên cửa bên phải viết lớn chữ nữ. Ngoài chữ viết ra còn có vẽ hình tượng dấu hiệu nam nữ, để dùng cho người không biết chữ nhìn thấy. Dụ Tử dẫn con gái đi vào cửa bên phải. Vào cửa là một đầu hành lang rất dài, hai bên có mấy phiến cửa gỗ, bên trên có viết số. Phòng tắm số 2, chắc là nơi này. Dụ Tử đi tới trước cửa gỗ có viết số 2. Cót két, cô đưa tay đẩy cửa ra. Phía sau cửa là từng hàng tủ gỗ, có tủ gỗ đã bày ra cái gì đó, hầu hết đều là quần áo. Nơi này dùng để làm gì vậy? Dụ Tử dừng bước chân lại. Đạp đạp đạp. Không chờ cô hiểu rõ, một đầu khác của gian phòng bị đẩy cửa ra, một người phụ nữ trùm khăn tắm đi đến, cô đi thẳng tới trước tủ gỗ, lấy quần áo ra mặc lên người. Ánh mắt Dụ Tử lay động, yên tĩnh chờ người phụ nữ mặc quần áo xong rồi rời khỏi. Mẹ, ta cảm thấy đây chính là nơi thay quần áo. Trình Tiếu nhỏ giọng nói, khụ khụ, ta biết rồi. Dụ Tử ho khan 2 tiếng, che giấu vẻ bối rối của mình, nhìn quanh một vòng, đúng lúc không có người. Mau đưa mẹ đồ để cất kỹ, Dụ Tử thúc giục. Cô bỏ túi giấy đang ôm trong ngực vào tận cùng bên trong tủ gỗ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất cởi áo và quần. Tiếp theo cũng lấy tốc độ nhanh nhất thay xong quần áo cho con gái, rồi lại bỏ quần áo ở phía ngoài tủ quần áo, ngăn cách với túi giấy bên trong. Như vậy sẽ không bị phát hiện, Dụ Tử vỗ tay. Cô lo lắng túi giấy bị lộ ra bên ngoài sẽ bị khách khác lấy đi, cho nên mới dùng quần áo để che chắn. Mẹ, Trình Tiếu khoanh tay trước người. Đi, mau vào thôi. Khuôn mặt của Dụ Tử cũng đỏ lên. Kéo con gái bước nhanh về phía một cánh cửa phòng khác. Vừa mới đẩy cửa ra, hai người đã cảm thấy cả người bị hơi nóng bao lấy, trước mắt tràn đầy sương mù. Dụ Tử thích ứng một lát mới nhìn rõ được khung cảnh xung quanh phòng tắm chung. Trong phòng có một bồn tắm rất lớn được làm từ đá tảng, dài khoảng 10 mét,
rộng 5 mét. Trong bồn tắm chứa đầy nước nóng, hơi nước không ngừng bốc lên, làm cho gian phòng càng trở nên mông lung. Rào rào, bồn tắm bên cạnh có một hai người đang chà cơ thể. Mà trong bồn tắm có 5-6 người, các cô đều đang trò chuyện cười ha hả với nhau. Dụ Tử kéo con gái bước vào bồn, ngâm người trong nước nóng. Thoải mái quá. Cô phát ra một tiếng cảm thán, híp nửa mắt tựa ở bên cạnh bồn tắm. Dòng nước ấm áp khiến cho cô cảm thấy cả người tê dại, lười biếng, quên đi mệt nhọc và phiền não. Mẹ, ta có thể ở chỗ này ngâm nước một ngày. Trình Tiếu đáng yêu nói. Ừm, vậy thì ngâm nước một ngày a. Dụ Tử lười biếng trả lời lại một tiếng. Nhưng, nếu trở về muộn quá, ba sẽ lo lắng. Trình Tiếu nói thầm một tiếng. Dụ Tử lập tức tỉnh táo. Nhớ tới còn phải về nhà làm cơm, cô chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ ngâm nước một ngày. Dụ Tử thấp giọng quyết định nói, vậy thì ngâm nước nửa ngày là được rồi. Ngươi còn đồng ý dẫn ta đi mua bánh bao thịt. Trình Tiếu kiên nhẫn nói, ta biết rồi. Dụ Tử thở dài, lại giảm bớt thời gian tắm lần nữa. Các bạn đang nghe chuyện Ta xây ra viên trên lưng huyền vũ của tác giả Các Trùng Khống tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 395, chỗ không nên đi. Cung điện khu vực trung ương thành Huyền Vũ, đám người Bối Nhĩ đang ở trong thiên điện. Lan Đế ăn sáng xong thì nằm trên ghế salon, nghiêng đầu nhìn về phía Lị Lị đang cắt móng tay. Nửa khuôn mặt của cô đang chôn trên ghế salon, ngây thơ lên tiếng hỏi, Lị Lị, hôm nay chúng ta có đi ra ngoài không? Đi đâu? Lị Lị buông dao nhỏ xuống, hài lòng thổi một hơi, đôi mắt đánh giá ngón tay thon dài. Ta cũng không biết, Tam trưởng lão đi ra ngoài cũng không bảo chúng ta. Lan Đế trở mình, đôi mắt màu hổ phách đờ ra nhìn chằm chằm trần nhà. Các cô đã ở thành Huyền Vũ 3 ngày, ngày hôm qua đi phố buôn bán, những cửa hàng ở nơi đó đều đã đi dạo một lần, cũng không biết Tam trưởng lão đi đâu. Lị Lị thở dài, Tam trưởng lão không ở đây, cô luôn cảm thấy không có sức ở thành Huyền Vũ, liền nhăn mũi thon lại, buồn rầu nói thầm một câu, cũng không biết Mễ Á chạy đi đâu rồi. Lị Lị, nếu không chúng ta đi hỏi Tiểu Lan một chút. Lan Đế ngồi dậy, đưa tay sửa sang lại mái tóc ngắn màu nâu bị ngủ loạn. Cũng tốt, đi ra ngoài một chút. Lị Lị gật đầu, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Chờ chút đã. Lan Đế nhảy xuống ghế sofa, xỏ giày đi ra phía ngoài. Hai người trở lại đại sảnh cung điện, tìm được tiểu hầu gái đang canh giữ cửa phòng làm việc. Tiểu thư Lị Lị, tiểu thư Lan Đế, có chuyện gì không? Vệ Ấu Lan nhẹ nhàng hỏi. Chúng ta muốn đi ra ngoài một chút nhưng không biết đi nơi nào thì tốt. Lan Đế vô thức nhỏ giọng nói. Vệ Ấu Lan suy nghĩ một chút, sau đó ôn nhu đề nghị có thể đi ngoại thành, nơi đó có siêu thị, các ngươi có thể đi xem. Siêu thị? Lị Lị chớp chớp đôi mắt màu xanh sẫm, nhẹ giọng hỏi, ở đâu? Vệ Ấu Lan đáp lại với giọng trong trẻo, bên cạnh quảng trường nhỏ ở khu vực ngoại thành, tòa nhà lớn nhất chính là siêu thị. Ngươi dẫn chúng ta đi được không? Lan Đế hỏi. Không được, hôm nay chỉ có ta ở lại canh giữ, không đi được. Vệ Ấu Lan lắc đầu nói. Ba Phù và Tiểu Mật đang huấn luyện và học tập, đây là môn học bắt buộc của hầu gái đảm nhiệm chiến đấu. Được rồi, vậy tự chúng ta đi được. Đôi mắt màu hổ phách Lan Đế sáng lên. Lị Lị nhếch miệng lên, tiểu hầu gái không rảnh, có nghĩa là hôm nay hai người ra ngoài sẽ không có người đi theo. Hai ngày trước, các cô rời khỏi cung điện, lúc nào bên cạnh cũng sẽ có một tiểu hầu gái đi theo. Hai cô hiểu rõ, đây là để đề phòng các cô đi tới chỗ không nên đi. Chú ý an toàn, Vệ Ấu Lan ôn nhu nhắc nhở. Được rồi. Lị Lị và Lan Đế liếc nhau, hai người xoay người rời khỏi, đi ra ngoài cung điện khu vực trung ương. Lúc đi qua cửa lớn khu vực trung ương, hộ vệ canh cổng của khu vực trung ương liếc nhìn hai người một cái, không có ngăn cản. Đi thôi. Lan Đế lặng lẽ thở phào nói. Đi nhìn siêu thị trước đã, Lị Lị quyết định nói. Lan Đế dừng bước chân lại, nghiêng đầu hỏi, ngươi biết đi như thế nào không? Tiểu Lan nói ở chỗ quảng trường nhỏ, chúng ta cứ đi tới quảng trường nhỏ trước đã rồi lại tìm. Lị Lị nhìn về phía khu nhà ngoại thành, quảng trường nhỏ ở đâu? Ta bay lên nhìn một chút, Lan Đế hồn nhiên nói. Cô đi về phía trước hai bước, duỗi thẳng hai tay, cơ thể giống như con quay xoay mấy vòng. Chờ tới lúc cô gái tóc nâu dừng lại, cô đã biến thành ưng lớn, đập cánh phóng lên trời,
bay về phía chỗ cao nhìn xuống cả tòa ngoại thành. Lị Lị ngửa mặt nhìn, bên trong đôi mắt màu xanh sẫm cực kỳ hâm mộ, rất hâm mộ người biết bay, bay lượn là thứ rất tự do, là chuyện vui sướng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô thích ốc đảo, bởi vì nó nổi bồng bềnh giữa không trung. Lan Đế xoay quanh vài vòng trên không trung, một lát sau mới đáp xuống, đáp trên mặt đất đứng vững. Cánh khổng lồ che kín cơ thể, lại bay ra dáng vẻ sau khi khôi phục thành hình người, cánh biến trở về hai cánh tay mảnh khảnh. Thấy rồi, vị trí ngay giữa ngoài thành, nơi đó có một quảng trường. Lan Đế hưng phấn nói, ngươi dẫn đường đi. Lị Lị thu lại vẻ hâm mộ trong mắt, sang bên này. Trong miệng Lan Đế hừ một tiếng không rõ nghĩa, bước nhanh về phía trước. Hai cô đi về hướng quảng trường nhỏ ngoài thành. 15 phút sau, hai người đi vào quảng trường nhỏ, nơi đây rất náo nhiệt, nhiều người đi đường lui tới. Siêu thị, siêu thị. Lan Đế dừng bước lại, nhìn xung quanh quảng trường nhỏ. Chắc là nơi đó, Lị Lị thanh thúy nói. Cô giơ tay chỉ hướng tòa nhà lớn nhất, chiếm diện tích hơn 1.000 mét vuông. Chắc là nó. Đôi mắt đẹp của Lan Đế sáng lên. Hai cô cất bước đi tới, đứng lại trước cửa ra vào siêu thị. Lan Đế nhìn lên bảng hiệu trên cửa, nhẹ giọng thì thầm, siêu thị Huyền Vũ, chính là chỗ này. Đi vào thôi, bên trong hình như rất náo nhiệt. Lị Lị đã cất bước đi vào trong, tò mò quan sát hoàn cảnh và bố cục bên trong siêu thị. Lớn quá, thật là nhiều người. Lan Đế khẽ nhếch lên đôi môi hồng. Bên trong siêu thị có rất nhiều quầy hàng, bên trên bày biện đầy đồ vật, đều có đủ loại kiểu dáng. Thơm quá, là mùi của bánh bích quy. Lan Đế ngửi một cái, quay đầu nhìn quầy hàng phía bên trái, nơi đó cũng có một cửa hàng bán bánh bích quy. Ngày hôm qua khi các cô đi phố buôn bán, nơi đó cũng có một cửa hàng bán bánh bích quy. Tới đó mua chút gì ăn đi. Cô nhìn về phía cô gái tóc màu xanh sẫm. Lị Lị nhún vai, tùy ngươi. Lan Đế đi tới trước quầy, nhìn thấy rất nhiều vị bánh bích quy, lặng lẽ nuốt nước miếng. Tiểu thư muốn mua bánh bích quy sao? Nhân viên bán hàng nhiệt tình hỏi, bán thế nào vậy? Bàn tay nhỏ của Lan Đế bỏ trên túi, bên trong có một ít tinh thạch hung thú. Có nhiều vị bích quy khác nhau, giá cũng không giống nhau. Nhân viên thuần thục báo giá cả, ví dụ như bánh bích quy vị trà tinh thần, một cân cần 2 đồng Huyền Vũ, vị cà chua, vị khoai lang, một cân chỉ cần 1 đồng Huyền Vũ. Lan Đế bất đắc dĩ nói, chúng ta không có đồng Huyền Vũ, chỉ có tinh thạch hung thú thôi. Cô đã sống 2 ngày ở thành Huyền Vũ nên cũng có sự hiểu biết nhất định đối với nơi đây. Ở phố buôn bán không chấp nhận lấy vật đổi vật, chỉ nhận tinh thạch hung thú và đồng Huyền Vũ để tiến hành trao đổi. Tất nhiên cũng có thể đi đến chân bảo lâu hoặc ngân hàng, lấy vật phẩm đổi lấy tinh thạch hung thú hoặc đồng Huyền Vũ, lại tiến hành giao dịch. Tiểu thư, siêu thị chỉ lấy đồng Huyền Vũ, không thu tinh thạch hung thú. Nhân viên bán hàng áy náy lắc đầu, chuyển giọng nói, nhưng các ngươi có thể đi tới ngân hàng, sau đó đổi tinh thạch hung thú thành đồng Huyền Vũ. Ngân hàng ở đâu? Lan Đế lập tức hỏi. Ở bên cạnh tuần cảnh vệ, nhân viên này mỉm cười nói. Lan Đế ngạc nhiên, lại hỏi, tuần cảnh vệ ở đâu? Nhân viên lộ ra lễ phép mỉm cười. À, chúng ta vẫn chưa quen thuộc thành Huyền Vũ lắm. Lan Đế chê cười nói, các ngươi không phải là người ở thành Huyền Vũ sao? Nhân viên bán hàng hiếu kỳ hỏi, không phải, tạm thời dừng lại mà thôi. Lan Đế lắc đầu nói. Nhân viên bán hàng nói với giọng đáng tiếc, vậy thì thật là đáng tiếc, thành Huyền Vũ là nơi tốt như vậy. Lan Đế và Lị Lị liếc nhau, không cách nào phủ nhận. Ra khỏi siêu thị thì quẹo trái, rồi đi thẳng là có thể nhìn thấy ngân hàng, trên cửa có bảng hiệu. Nhân viên bán hàng kiên nhẫn nói, cảm ơn. Lan Đế hồn nhiên cảm ơn, chúng ta đi ngân hàng trước. Lị Lị gật đầu, cô cũng rất tò mò về ngân hàng. Chương 396, Xu Huyền Vũ. Lị Lị và Lan Đế rời khỏi siêu thị, đứng ở trên đường phố, quẹo trái thì nhìn, thấy trước mắt là mấy tòa nhà phòng ở, đến cùng là quẹo trái vào hẻm nhỏ kia sao? Lan Đế mờ mịt nói, tìm người hỏi một chút. Lị Lị bình tĩnh, ngước mắt tìm người qua đường thích hợp, người chị này thoạt nhìn dễ nói chuyện. Đôi mắt đẹp của Lan Đế sáng lên, nhìn thấy thì đâm đầu đi tới chỗ người phụ nữ kia. Ngày hôm nay, Y Lệ Y không cần lên giờ học, đang chuẩn bị đi dạo chơi siêu thị một chút. Lan Đế tiến lên, giòn giã hỏi, chị ơi, ta có thể hỏi ngân hàng ở nơi nào không? Y Lệ Y dừng bước chân lại,
đánh giá Lan Đế và Lị Lị, mặt mũi xa lạ. Cô giơ tay lên, nhẹ giọng nói, ngân hàng, quẹo trái đi thẳng, lại quẹo trái rồi đi một đoạn đường ngắn là đến. À, chị ơi, là quẹo trái ở mấy tòa nhà phòng ở bên kia sao? Lan Đế nghe có chút rối, để ta dẫn bọn ngươi đi. Y Lệ Y suy nghĩ một chút rồi nói, à, thật vậy sao? Đôi mắt đẹp của Lan Đế sáng lên, có chút ngượng ngùng. Lị Lị cũng cảm thấy xấu hổ, sẽ không làm phiền ngươi chứ. Không có sao đâu, ta cũng vừa muốn đi ngân hàng đổi lấy một ít tiền lẻ. Y Lệ Y Thanh Thúy nói, buổi chiều cô định đi tắm ở nhà tắm công cộng, đổi ít tiền lẻ sẽ thuận lợi hơn chút. Cảm ơn chị. Lan Đế cười tươi như hoa. Đi theo ta. Y Lệ Y cất bước đi về phía ngân hàng. Trên đường, Lan Đế nhẹ giọng hỏi, chị, ngươi đang làm gì ở thành Huyền Vũ vậy? Ta à, ta có vài công việc. Y Lệ Y suy nghĩ một chút mới đáp lại. À, vậy sẽ rất bận nhỉ. Lan Đế cảm thấy kinh ngạc. Muốn sống ở thành Huyền Vũ phải làm mấy công việc sao? Lị Lị cau mày lại. Không phải, công việc của ta cũng không bận rộn lắm. Hơn nữa mỗi một việc ta đều rất thích. Y Lệ Y lắc đầu. Mỗi ngày đi xưởng in ấn một lần, bình thường đều chỉ quản lý vận chuyển. Ở tiệm sách trên phố buôn bán, chỉ có khi Tiểu Huyền Vũ dừng chân ở các thành thị lớn mới có thể hơi bận rộn, hơn nữa cũng có nhân viên bán hàng khác trông coi. Y Lệ Y vẫn thích nhất là dạy người khác biết chữ, cũng chính là làm giáo viên. Cô giáo Y Lệ, buổi sáng tốt lành. Trên quảng trường nhỏ, một đứa trẻ đi ngang qua chào hỏi Y Lệ Y. Chào buổi sáng, lão sư. Y Lệ Y mỉm cười đáp lại. Lị Lị thấy thế thì ngạc nhiên, cô không ngờ người phụ nữ bên cạnh này lại được đứa trẻ tôn kính và hoan nghênh như thế. Mấy phút sau, ở cửa ngân hàng Huyền Vũ, nơi này chính là ngân hàng Huyền Vũ. Y Lệ Y dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn Lị Lị và Lan Đế. Cảm ơn ngươi. Lan Đế chân thành cảm ơn. Đừng khách sáo. Y Lệ Y cười ôn nhu, xoay người đi vào ngân hàng Huyền Vũ, tiến hành đổi tiền lẻ. Chúng ta cũng vào đi thôi. Lị Lị ôn nhu thúc giục. Được. Lan Đế đáp, theo Y Lệ Y vào ngân hàng Huyền Vũ. Trong ngân hàng Huyền Vũ, Y Lệ Y đi tới trước quầy. Sau quầy, nhân viên ngân hàng đang sửa sang lại sổ ghi chép, khi nhận thấy có người đến thì ngẩng đầu lên. Đôi mắt của cô ấy sáng lên, nhiệt tình nói, lão sư Y Lệ Y, à, có thể giúp đỡ gì cho ngươi? Ta muốn đổi một ít tiền lẻ. Giọng của Y Lệ Y trong trẻo nói, được, muốn đổi bao nhiêu? Nhân viên phục vụ hỏi, Y Lệ Y suy nghĩ một chút, ôn nhu nói, 10 đồng. Được, vui lòng đưa căn cước và tiền cho ta. Nhân viên ngân hàng lấy bút than ra, lật sổ đăng ký. Y Lệ Y xuất căn cước và 10 đồng mệnh giá Huyền Vũ ra, đưa cho nữ nhân viên này. Được rồi, xin chờ một chút. Nữ nhân viên đưa hai tay nhận đồng Huyền Vũ, tiến hành phân biệt thật giả dưới ánh sáng theo quy định. Sau khi bảo đảm tiền không có vấn đề, nhân viên này lại tiến hành đăng ký thông tin, sau đó kéo ngăn kéo ở dưới quầy ra, cất 10 đồng Huyền Vũ vào. Ngay sau đó lại kéo một ngăn kéo khác ra, bên trong để đầy sấp tiền một xu, mỗi 10 tấm sẽ cột thành một sấp bằng một đồng Huyền Vũ. Nhân viên ngân hàng lấy ra 10 sấp tiền, sau đó tháo ra đếm lại, sau khi thấy không có gì sai sót thì mới yên tâm. Nhân viên này nghiêm túc nói, lão sư Y Lệ Y, đây là 100 sấp tờ một xu Huyền Vũ, hãy đếm lại đi, sau khi rời đi chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm. Được, Y Lệ Y chăm chú đếm tiền, kiểm tra số lượng. Tờ một xu chỉ to cỡ 2/3 tờ một đồng, mặt chính in đồ án cổng thành Sơn Hải Quan, mặt trái in hình Thiên Môn Lâu, có thêm dấu in hai chữ một xu. Mà để làm ra tấm tiền một xu, trình tự làm việc chỉ cần in hai mặt, không có vấn đề gì. Y Lệ Y cất 10 sấp tiền, mỉm cười ra hiệu rồi sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, cô lễ phép cười với Lị Lị và Lan Đế. Thực sự là người tốt. Lan Đế nhỏ giọng thì thầm một câu. Cô nghiêng đầu qua chỗ khác, đi tới trước quầy, tò mò đánh giá nhân viên ngân hàng. Vị tiểu thư này, ngươi tới đây có việc gì vậy? Nữ nhân viên lễ phép hỏi. À, ta muốn đổi tinh thạch hung thú thành đồng Huyền Vũ, có thể chứ? Lan Đế lấy từ trong túi ra một bịch tinh thạch hung thú rồi đặt ở trên quầy. Có thể. Nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu. Cô ấy lấy một cái khay bằng gỗ ra, đổ tinh thạch hung thú ở trên quầy vào trong khay. Tiếp tục công việc của mình, nhân viên lại lấy ra một cái nhíp, ngay trước mặt hai cô, kiểm tra số lượng và cấp phẩm của tinh thạch hung thú.
Con ngươi màu đen bên trong đôi mắt xanh lục của Lị Lị hiện lên vẻ kinh ngạc, đã phần nào hiểu thêm về ngân hàng Huyền Vũ. Đây là một nơi cực kỳ nghiêm cẩn. Sau 3 phút, nhân viên này buông cái nhíp ra, ngước mắt nói, có 32 miếng tinh thạch hung thú sơ cấp hạ đẳng, 12 miếng tinh thạch hung thú sơ cấp trung đẳng. Thẩm tra đối chiếu lại số lượng xem có đúng hay không nhé. Con ngươi màu hổ phách của Lan Đế chớp chớp, không chắc nói, chắc đúng rồi. Nhân viên ngân hàng hơi sửng sốt, sau đó cười khổ một tiếng, rồi tiếp tục hỏi, xác định đổi những tinh thạch hung thú này thành đồng Huyền Vũ. Có thể đổi được bao nhiêu đồng Huyền Vũ? Lan Đế cẩn thận hỏi. Một viên tinh thạch hung thú sơ cấp hạ đẳng, có thể đổi được 1 xu Huyền Vũ. Nhân viên phục vụ chịu thầm nghĩ, một viên tinh thạch hung thú sơ cấp trung đẳng, có thể đổi được 1 đồng Huyền Vũ. Như vậy sao? Vậy thì đều đổi thành đồng Huyền Vũ hết đi. Lan Đế suy nghĩ một chút rồi gật đầu khẳng định. Được rồi, vui lòng cho ta xin thẻ căn cước. Nhân viên này nhẹ giọng nói. Lan Đế giơ tay lên gãi gãi tóc mai, ngây thơ nói, à, ta không có thẻ căn cước. Không có thẻ căn cước. Nhân viên phục vụ kinh ngạc, sau đó khuyên nhủ, vậy phải nhanh đi làm đi, sống ở thành Huyền Vũ mà không có thẻ căn cước sẽ rất phiền phức. Ta biết rồi. Lan Đế khẽ cười hai tiếng. Không có thẻ căn cước thì sẽ không thể đổi đồng Huyền Vũ sao? Lị Lị hiếu kỳ hỏi, cũng không phải. Nhân viên ngân hàng mỉm cười lắc đầu. Cô ấy lấy một quyển sổ ra, cầm bút lên chăm chú quan sát Lan Đế vài lần, sau đó cúi đầu viết. Tóc ngắn màu nâu, đôi mắt. Nhân viên phục vụ ghi lại tướng mạo đặc thù của Lan Đế, thuận miệng hỏi, tiểu thư, ngươi đang ở đâu? Phủ thành chủ. Lan Đế không chút suy nghĩ đáp lại một câu. Động tác viết của nữ nhân viên dừng lại, ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó lộ vẻ hồ nghi. Có vấn đề gì không? Lị Lị cau mày lại. Các ngươi ở phủ thành chủ. Nhân viên này kinh ngạc hỏi. Phải. Lan Đế thật thà đáp. Thật tốt. Các bạn đang nghe chuyện ta xây ra viên trên lưng Huyền Vũ của tác giả Các Trùng Khống tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 397. Trái cây là mặt hàng xa xỉ. Nhân viên ngân hàng cực kỳ hâm mộ nói, ta cũng muốn sống và làm việc ở nơi của thành chủ đại nhân. Theo cô ấy nghĩ, Lan Đế và Lị Lị chắc là tiểu hầu gái phủ thành chủ mới thu nhận, cho nên mới được xếp ở phủ thành chủ. Ngươi rất thích thành chủ đại nhân sao? Lị Lị bình tĩnh hỏi. Đương nhiên, mọi người ở thành Huyền Vũ đều thích thành chủ đại nhân. Nhân viên ngân hàng nghiêm túc nói, đều là nhờ có thành chủ đại nhân, chúng ta mới có được cuộc sống tốt, có nước miễn phí để dùng, còn có công việc để nuôi sống bản thân và người nhà. Lan Đế và Lị Lị liếc nhau, có thể nghe ra được lời khen mà nữ nhân viên này dành cho Mục Lương là lời chân thành xuất phát từ trong lòng. Khụ khụ, Lị Lị ho khan hai tiếng, nếu cứ để cho nhân viên này nói xong thì sợ là không dứt được. Xin lỗi, nhân viên ngân hàng lễ phép mỉm cười, cô ấy xếp lại tinh thạch hung thú, sau đó cất đi cẩn thận. Tiểu thư, số tinh thạch hung thú này tổng cộng có thể đổi thành 15 đồng 2 xu Huyền Vũ, xác định đổi chứ? Nhân viên này tiến hành xác minh cuối cùng, 32 viên tinh thạch hung thú sơ cấp hạ đẳng có thể đổi thành 3 đồng 2 xu Huyền Vũ. 12 miếng tinh thạch hung thú sơ cấp trung đẳng có thể đổi thành 12 đồng Huyền Vũ. Xác định, Lan Đế không do dự, gật đầu một cái. Được rồi. Nhân viên phục vụ kéo ngăn kéo quầy hàng ra, tay lấy 10 đồng, 5 tờ 1 đồng, 2 tấm mệnh giá 1 xu Huyền Vũ. Hai tay của cô ấy lấy đồng Huyền Vũ. Chân thành nói, vui lòng đếm lại số lượng, sau đó chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm. Được. Lan Đế nhìn 10 đồng tiền tuyệt đẹp trong tay, con ngươi màu hổ phách không rời được. Ánh sáng lóe lên trong mắt của Lị Lị, thở dài nói, trông thật là đẹp. Hai người chỉ mới thấy qua mệnh giá 1 đồng Huyền Vũ ở Tam Tinh Lâu, đây vẫn là lần đầu tiên được thấy tờ mệnh giá 10 đồng. Lan Đế nghiêm túc kiểm tra lại đồng Huyền Vũ trong tay, kiểm tra 8 tờ tiền qua lại 3-4 lần, lúc này mới yên lòng. Ta cũng đổi một ít là được rồi, Lị Lị quyết định nói. Cô ấy cũng lấy từ trong túi ra một bịch tinh thạch hung thú, đưa cho nhân viên ngân hàng ở sau quầy. Xin chờ một chút, nhân viên này thuần thục kiểm kê tinh thạch hung thú, phân chia phẩm cấp, tính toán mức đổi. Sau 5 phút, Lan Đế và Lị Lị đi ra khỏi ngân hàng Huyền Vũ, dựa theo lối cũ để trở về. Hơn 10 phút sau, các cô về tới siêu thị lớn, Lan Đế đi tới trước quầy hàng bán bánh bích, vô cùng phấn khích nói,
ta muốn một cân bánh bích quy vị trà tinh thần. Được, nhân viên bán hàng cười gật đầu, động tác lưu loát gói một cân bánh bích quy. Sau đó, Lan Đế nhanh chóng thanh toán tiền. Cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua ở phố buôn bán, một cân bánh bích quy ở phố buôn bán được bán với giá 4 miếng tinh thạch hung thú sơ cấp trung đẳng, tương đương với 4 đồng huyền vũ. Giá hàng ở phố buôn bán khác với giá hàng ở siêu thị lớn, chênh lệch gấp đôi. Chờ sau khi Lan Đế nhận bánh bích quy, lập tức quên đi sự luyến tiếc vừa rồi. Răng rắc, cô cầm một miếng bánh bích quy lên, cắn một cái rồi nhai nuốt, vẻ mặt hưởng. Lị Lị nhấp miệng, không nhịn được cũng mua một cân bánh bích quy vị cà chua. Ngươi nếm thử của ta đi. Lan Đế giơ túi giấy ra phía trước. Mắt Lị Lị hiện lên ý cười, cũng giơ cái túi nói, ngươi cũng nếm thử của ta đi. Bánh quy vị cà chua cũng ngon lắm. Lan Đế hơi híp mắt, cái miệng nhỏ nhắn phồng lên khen ngợi. Lị Lị cảm thấy kinh ngạc. Bánh bích quy vị trà tinh thần, ăn vào trong miệng có thể khiến tinh thần tỉnh táo, thảo nào giá cả lại đắt hơn chút. Này, Lị Lị. Đôi mắt đẹp của Lan Đế sáng lên, chỉ vào mấy quầy hàng trong siêu thị lớn, vui sướng nói, bên kia có bán trái cây. Trái cây? Lị Lị chấn động tinh thần. Cô nhìn theo hướng ngón tay Lan Đế chỉ, quả thực có thấy một quầy hàng bày đầy trái cây. Ở siêu thị có bán trái cây. Lị Lị chấn động trong lòng, trên ốc đảo có trồng mấy cây ăn quả, đã trồng được rất nhiều năm. Nhưng mười mấy năm qua, chỉ có một cây ăn quả là đã từng nở hoa kết trái, trái cây cũng chỉ có 7-8 quả. Cô chưa từng được ăn trái cây, trước đây khi cây ăn quả đó kết trái, một phần trái cây được dùng làm thí nghiệm. Có người nói chỉ có 4 vị trưởng lão là được thử qua mùi vị của trái cây. Chúng ta đi qua xem thử một chút. Lan Đế ôm túi giấy đi tới, Lị Lị cũng nhanh đuổi theo. Hai người tới trước quầy bán trái cây, nhìn chằm chằm trái cây chất đầy mà hoa mắt. Hai vị muốn mua trái cây sao? Nhân viên bán hàng cười hỏi. Những thứ này là loại quả gì vậy? Lị Lị hỏi. Ở trên quầy, tổng cộng có 3 loại trái cây, đa phần là quả có màu đỏ, thứ hai là quả màu quýt và màu vàng. Nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu, màu đỏ là táo, màu vàng là lê, màu cam chính là quả quýt. Ta không biết chúng. Lan Đế khẽ lẩm bẩm. Lị Lị chỉ biết quả táo, trên ốc đảo cũng có trồng mấy cây táo, cũng là một trong số ít những cây từng kết trái. Bán thế nào vậy? Lan Đế sờ vào đồng huyền vũ trong túi, nhất thời có một tia sức mạnh. Trái cây đối với hai người mà nói tuyệt đối là một mặt hàng xa xỉ. Lị Lị khẩn trương, liệu trái cây có đắt lắm không? Nhân viên bán hàng mỉm cười báo giá, táo và lê, mỗi quả 1 đồng, còn quýt thì 5 xu, cũng chính là 1 đồng 2 quả. À rồi, Lị Lị và Lan Đế khẽ ngẩn ngơ, cái giá này không giống như trong tưởng tượng của họ. Ngươi không nói nhầm đó chứ? Lị Lị hỏi. Nhân viên bán hàng nghi hoặc nói, không có nha, đây là giá do thư ký đại nhân định ra. Việc định giá cả của sản phẩm trong siêu thị đều do Nguyệt Thấm Lan phụ trách. Mà định ra giá tiêu chuẩn, cô ấy sẽ đi trưng cầu ý kiến của Mục Lương. Lan Đế, Lị Lị liếc nhau, mức giá này thực sự quá rẻ rồi, hoàn toàn là cái giá mà hai người không nghĩ tới. Lị Lị há miệng, trong lòng không bình tĩnh, vốn cho là mỗi quả ít nhất cũng phải bán với giá 10 đồng huyền vũ cũng là bình thường. Thậm chí mỗi quả 15 đồng huyền vũ cũng không quá đáng. Nhưng đây còn là ở thành huyền vũ, ở bên ngoài, dù có tiền cũng không mua được, coi như giá cả có tăng gấp 10 lần, cũng rất khó mua được trái cây. Thế ta có thể hỏi một chút, vì sao số trái cây này lại rẻ như vậy? Lị Lị hỏi, đây chính là thành chủ đại nhân quyết định. Trên mặt nhân viên bán hàng kính ý và sùng bái. Cô ấy tiếp tục nói, ở phố buôn bán, một quả táo bán với giá 5 đồng, quýt cũng 2 đồng 5 xu một quả. Lị Lị lại trầm mặc, trái cây ở phố buôn bán đắt vậy à? Đối với cô mà nói, vậy vẫn không mắc, vẫn rất rẻ như cũ. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, mang các loại trái cây này về ốc đảo, đám người đại trưởng lão sẽ có thái độ thế nào, ngoại trừ kinh ngạc thì chính là khiếp sợ. Nhân viên bán hàng rời khỏi trạng thái kính ngưỡng dành cho Mục Lương, lễ phép hỏi, hai vị tiểu thư, còn muốn mua trái cây không? Ta muốn 4 quả táo và 4 quả lê, còn cả 4 quả quýt nữa. Lan Đế khoa tay múa chân nói, được, tổng cộng 10 đồng. Nhân viên bán hàng cười nói, đây. Lan Đế lấy một tờ 10 đồng ra, đưa cho nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng nhận lấy tiền, lấy ra một túi lớn thật dày, dựa theo số lượng và loại quả mà Lan Đế muốn,
bắt đầu bỏ vào túi giấy đựng trái cây. Lan Đế xoa xoa bàn tay, ánh mắt chờ mong. Tiểu thư, kiểm tra lại số lượng đi. Nhân viên bán hàng đẩy túi giấy về phía trước. Được, Lan Đế đáp, cô tận mắt nhìn nhân viên bán hàng để từng quả vào, cho nên cũng không cần đếm lại. Chương 398, mua mang ra ngoài bán. Lan Đế không kịp chờ đợi cầm lấy một quả táo, không lau mà cắn một miếng. Răng rắc. Cô cắn vào một ngụm, vị táo ngọt thanh tràn vào trong miệng, nhiều nước, mùi vị tươi mát, đậm vị trái cây. Ô ô, ngon quá. Lan Đế hơi híp mắt, khóe miệng còn vương nước trái cây. Thì ra trái cây có mùi vị này, ăn ngon thật. Ừng ực, Lị Lị nuốt nước miếng, ánh mắt chỉ nhìn thẳng. Ta cũng muốn một phần giống như cô ấy. Cô không nói hai lời, lấy ra một tờ 10 đồng đưa cho nhân viên bán hàng. Được, xin chờ một chút. Nhân viên bán hàng cười càng thêm vui vẻ hơn, nhận lấy tiền, lấy túi giấy ra bắt đầu để trái cây vào. Răng rắc, chờ khi Lị Lị nhận được trái cây, Lan Đế đã ăn xong một quả táo. Cô nhịn xuống cảm xúc muốn ăn trái cây là thứ rất quý, phải giữ lại để từ từ thưởng thức. Ta lại ăn thêm một quả lê vậy. Lan Đế nhìn qua túi giấy, lấy ra một quả lê lớn chừng nắm tay, cắn một miếng lớn. Lị Lị mím môi một cái, cắn ngụm lớn như vậy, có phải đã quá phí của trời rồi hay không? Lị Lị, sao ngươi không ăn? Lan Đế chớp chớp hai mắt. Tạm thời không ăn. Lị Lị cười khổ một tiếng. Vì sao? Lan Đế nhỏ giọng nói. Lị Lị lắc đầu, nghiêm túc nói, ta muốn đem chỗ trái cây này về, có thể làm nghiên cứu. Ngạch. Lan Đế nhìn một nửa lê đang cắn dở trên tay, rơi vào trầm tư. Sau một khắc, cô lại há to miệng cắn một miếng lê, thực sự không nhịn được vì trái cây quá ngon. Lị Lị nuốt nước miếng, mở to mắt mà nhìn bạn mình ăn. Vậy chúng ta trở về thôi. Lan Đế một tay ôm túi giấy, tay kia cầm một nửa lê, vừa gặm vừa đi ra ngoài. Lị Lị nhìn chằm chằm trái cây nằm trong túi giấy, mùi trái cây đang lượn lờ trước mũi, kích thích thần kinh của cô. Lị Lị, Lan Đế dừng bước, quay đầu nhìn lại. Tới đây, Lị Lị lấy lại tinh thần, cất bước đuổi theo. Hai người ra khỏi siêu thị, đi về phía khu vực trung ương. Mùi vị của quả quýt có hơi gay mũi, nhưng sau khi ăn vào cũng ngọt lắm. Lan Đế cầm một quả quýt trong tay, ăn cả vỏ lẫn thịt vào trong miệng, rồi phồng miệng lên, nghiêng đầu nói, Lị Lị, ngươi ăn một miếng đi. Không được, Lị Lị lắc đầu, lại nhìn túi giấy trong ngực. Ăn của ta này. Lan Đế lấy một quả táo ra, đưa tới bên miệng Lị Lị. Lị Lị do dự, chậm chạp không mở miệng. À, Lan Đế nhíu mày, liền vươn quả táo tới bên miệng cô ấy. Răng rắc. Cuối cùng, Lị Lị vẫn không nhịn được, mở miệng cắn một ngụm táo nhỏ. Nước trái cây trong mát chảy xuống cổ họng, thịt quả thanh mát, ăn rất ngon. Răng rắc. Con mắt màu xanh sẫm của Lị Lị sáng lên, vô cùng yêu thích mùi vị của quả táo. Hi hi, có phải ăn rất ngon hay không? Đôi mắt của Lan Đế lộ ra ý cười. Ăn ngon lắm. Lị Lị nghiêm túc gật đầu, đưa tay cầm lấy quả táo mà cô gái tóc nâu đưa tới. Lê cũng không tệ, chờ một hồi ngươi cũng nếm thử. Đi. Lan Đế giật dây nói. Lị Lị thấy hơi động lòng. Nói thật, ta thật sự không nỡ rời khỏi thành Huyền Vũ, nơi đây thật sự quá tốt. Lan Đế thở dài ngây thơ nói. Từ lúc tới thành Huyền Vũ, rất nhiều thứ ở nơi này đã đổi mới nhận thức của cô. Lị Lị lại trầm mặc, hiện tại không thể không thừa nhận, ốc đảo xác thực không có tốt như ở thành Huyền Vũ. Thậm chí không cách nào đặt chung một chỗ để so sánh, điều này khiến cô ấy cảm thấy vô cùng thất bại. Nếu có thể ở lại thì tốt rồi. Lan Đế cảm thán một tiếng, không nhịn được cầm lấy một quả táo, cắn thật mạnh một cái. Ánh mắt của Lị Lị chớp động, đúng vậy. Nếu có thể ở lại thì tốt rồi. Mắt của Lan Đế lóe lên, lại có chủ ý mới, thấp giọng nói, chúng ta có thể mua thêm một chút trái cây, sau đó đem ra bên ngoài bán với giá cao hơn. Lị Lị liếc Lan Đế, khóe miệng của cô ấy co quắp nói, ngươi muốn chết, cũng đừng kéo theo ta. Ngạch, nói vậy là sao? Lan Đế nghi ngờ dừng động tác nhấm nuốt thịt quả. Giá cả này đã rất rẻ rồi, nhìn một cái cũng biết là chủ ý của thành chủ thành Huyền Vũ. Phòng chừng chỉ có dân trong thành Huyền Vũ mới có thể ăn. Lị Lị liếc mắt nhìn Lan Đế đang mờ mịt ở bên cạnh, tức giận nói, giá trái cây ở phố buôn bán cao gấp mấy lần so với bên này.
ngươi cầm trái cây ở đây đi ra ngoài bán, ngươi đoán xem nếu bị thành chủ Thành Huyền Vũ phát hiện, ngươi sẽ như thế nào? Ngạch, ta không dám đoán, cũng không dám bán trái cây. Lan Đế liên tục lắc đầu. Cô không đoán cũng biết kết quả là gì, nói không chừng thành chủ Thành Huyền Vũ sẽ giết cô luôn. Đừng có những suy nghĩ không nên có, ngươi nghĩ những vấn đề này, người khác nhất định cũng có thể nghĩ tới. Lị Lị gõ xuống đầu Lan Đế. Hiểu rồi. Lan Đế lè ra cái lưỡi nhỏ. Ý nghĩ này của cô chỉ là xuất hiện trong chốc lát, sau khi ngẫm nghĩ mới biết là điều không thể thực hiện. Thành Huyền Vũ, trong cung điện khu vực trung ương. Mục Lương đang ở trong thư phòng viết phần tiếp theo của hỗn độn. Cộc cộc cộc, cửa thư phòng bị gõ vang. Nguyệt Thấm Lan đẩy cửa ra đi vào, bộ dáng ưu nhã đi tới bên bàn đọc sách. Cô đưa ra một phần văn kiện bằng giấy, cất lên âm thanh trong trẻo. Mục Lương, đây là số lượng hàng tồn của nhóm hoa quả đầu tiên được thu hoạch trong kho hàng hiện tại. Mục Lương đưa tay tiếp nhận sổ sách lật xem, vào 10 ngày trước, vườn trái cây cũng đã bắt đầu thu hoạch lấy nhóm hoa quả chín tới đầu tiên. Sau đó lần lượt mấy ngày tiếp theo, trong vườn trái cây mỗi ngày đều có hoa quả chín, một vài cây ăn quả nở hoa và kết trái muộn hơn, nhưng mấy ngày nữa cũng có thể toàn bộ cắt xuống. Số lượng đầy một nhà kho, lông mày của Mục Lương nhíu lại, sản lượng hoa quả cũng không thấp. Số lượng hoa quả trong kho thì quả táo chiếm 3/5, còn tổng số lượng còn lại thì quýt chiếm 7 thành, chỉ có lê nhưng rất ít, chỉ có mấy trăm quả. Đúng vậy, có một phần đã bán ra lúc còn ở thành Vạn Yêu. Nguyệt Thấm Lan giải thích nói, khi Thành Huyền Vũ đến thành Vạn Yêu, ở vườn trái cây đã có số lượng nhỏ hoa quả chín mộng, ngoại trừ được đưa tới phủ thành chủ, số hoa quả còn lại đều được bán đi ở phố buôn bán. Bây giờ, số hoa quả trong kho hàng được lĩnh vực tinh thần chiếu sáng, mấy ngày gần đây lần lượt chín tới. Ừm, ta biết rồi. Mục Lương gật đầu, đặt văn kiện xuống. Qua 2 ngày tiếp theo, mấy cây táo nở hoa kết trái muộn cũng có thể thu hoạch được rồi. Tay của Nguyệt Thấm Lan khoác lên bả vai của Mục Lương, nhẹ nhàng xoa bóp. Anh đưa tay vỗ lên bàn tay trắng nõn như ngọc trên bả vai, ấm áp nói, vậy cùng ta đến vườn trái cây xem một chút đi. Ừm, ta đi sắp xếp xe ngựa. Nguyệt Thấm Lan gật đầu, quay người, bóng dáng uyển chuyển rời đi. Các bạn đang nghe chuyện Ta xây gia viên trên lưng Huyền Vũ của tác giả Các Trùng Khống tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 399, thị sát vườn trái cây. Vườn trái cây ở ngay phía sau khu vực trung ương, nếu đi từ khu vực trung ương cần khoảng 20 phút. Đương nhiên, nếu như Mục Lương sử dụng năng lực thì chỉ cần mấy giây, nhưng nếu như vậy sẽ không có được tác dụng thị sát tình hình. Một trong các mục đích thị sát công việc là muốn để cho cấp dưới biết, cao tầng rất xem trọng hạng mục công việc này. Đây là lần đầu tiên Mục Lương đi thị sát vườn trái cây sau khi nó xây xong. 10 phút sau, Mục Lương đổi một bộ trang phục thường mặc khi ra khỏi cửa, bước ra cung điện. Trên quảng trường nhỏ, xe ngựa làm bằng pha lê đã chuẩn bị kỹ càng. Bởi vì hình thể của kỳ nhông năm màu quá cực lớn, đã không thích hợp kéo xe, cho nên để cho 6 con sói mặt trăng thay thế. Ngao ngao, nhóm sói mặt trăng thấp giọng chu lên, giống như đang hành lễ với anh, thành chủ đại nhân. Bên cạnh toa xe, 6 vị hộ vệ khu vực trung ương đưa tay ra hành lễ tiêu chuẩn và đồng thanh chào hỏi. Ừ, Mục Lương lạnh nhạt gật đầu, đi thôi. Nguyệt Thấm Lan mở ra cửa khoang xe, đưa tay ra hiệu. À, Mục Lương các hạ, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Đúng lúc này Lan Đế và Lị Lị vừa trở lại khu vực trung ương, trong ngực hai người còn ôm mấy túi giấy. Lị Lị trừng lớn con mắt màu xanh sẫm, quan sát tỉ mỉ xe ngựa làm bằng lưu ly, bị dáng vẻ xinh đẹp, lấp lánh của nó hấp dẫn. Đang chuẩn bị đến vườn trái cây kiểm tra tình hình nơi đó. Âm thanh của Mục Lương ôn hòa cười nói, vườn trái cây. Sau khi Lị Lị với Lan Đế nghe xong, hô hấp của hai người hơi dồn dập. Hai cô gái nhìn nhau như có một suy nghĩ, sau đó cùng nhau lên tiếng hỏi ý, Mục Lương các hạ, chúng ta cũng muốn đi nhìn xem, có thể chứ? Có thể. Con mắt màu đen của Mục Lương lộ ý cười, ánh mắt liếc vào túi giấy trong ngực hai người. Lan Đế ôm lấy túi giấy đã xẹp. Lị Lị nhìn bên trong túi giấy của mình vẫn còn đang phồng lên như cũ, từ miệng túi còn có thể nhìn thấy quả táo đựng bên trong. Quá tốt rồi. Lan Đế vui mừng lên tiếng. Lên xe. Mục Lương cất bước lên toa xe. Được. Trong con mắt,
Màu hổ phách của Lan Đế mang theo hưng phấn. Cô ôm túi giấy leo lên toa xe, cúi đầu có chút câu nệ ngồi ở phía trước Mục Lương. Lị Lị ngồi xuống sát bên Lan Đế cũng cúi thấp đầu xuống. Lên đường được rồi. Nguyệt Thấm Lan tao nhã lên tiếng. Ngao ngao. Sói Mặt Trăng phát ra tiếng gào thét, kéo xe ngựa chạy nhanh về phía sau khu vực trung ương. Trong xe ngựa làm bằng pha lê, Lan Đế cẩn thận từng ly từng tí ngước mắt nhìn về phía Mục Lương, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cô vội vàng cúi đầu, ôm chặt túi giấy phồng lên trong người. Trong đôi mắt của Mục Lương lộ ý cười, cảm thấy cô gái này rất vui vẻ. Các ngươi vừa mới đến siêu thị, Nguyệt Thấm Lan cũng nhìn thấy hoa quả trong ngực hai cô gái. Ừ, đi dạo một chút, Lị Lị nhỏ giọng đáp. Đôi chân dài của Nguyệt Thấm Lan bắt chéo lại, bàn tay đỡ lấy cái cằm, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay đè vào chỗ đầu gối, tư thái ưu nhã. Trong ánh mắt màu xanh biên của cô lấp lóe ánh sáng, cười hỏi, cảm giác thế nào? Nơi đó rất tốt, tất cả mọi thứ đều rất rẻ. Lan Đế hồn nhiên nói, vậy các ngươi cảm thấy Thành Huyền Vũ như thế nào? Âm thanh của Mục Lương ôn hòa hỏi, là nơi làm cho người ta tới liền không muốn đi. Lị Lị im lặng trong phút chốc, sau đó khuôn mặt của cô nghiêm túc đánh giá. Ừ, đúng vậy. Lan Đế cũng đồng ý gật đầu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Vậy các ngươi có thể ở lại, ở đây tìm việc làm. Nguyệt Thấm Lan nửa đùa nửa thật nói, có thể chứ. Tinh thần của Lan Đế chấn động, con mắt màu hổ phách sáng lên. Đương nhiên có thể, Mục Lương ôn hòa nói, nhưng không được. Trong lòng của Lị Lị thay đổi rất nhanh, sau đó ánh mắt ảm đạm lại. Đôi mắt của Lan Đế cũng ảm đạm, cúi đầu. Các cô từ nhỏ đã lớn lên ở Ốc Đảo, là cô nhi được nhặt về. Ốc Đảo đối với hai người có ơn dưỡng dục, không thể nói rời đi là rời đi. Nguyệt Thấm Lan chớp chớp đôi mắt màu xanh biển, cảm thấy tò mò thân phận của Lan Đế với Lị Lị, nhưng lại không tiện trực tiếp mở miệng hỏi. Xe ngựa rời khỏi khu vực trung ương, chuyển hướng về phía vườn trái cây. Trên đường, dân chúng nhao nhao ngừng chân, dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn về phía xe ngựa. Lị Lị thu lại ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, trong lòng đã không còn bình tĩnh. À, ta nhìn thấy Tam trưởng lão. Lan Đế đột nhiên lên tiếng nói. Cặp mắt của cô đã biến thành mắt ưng, có thể nhìn thấy sự vật ở phía xa xa. Ở đâu? Lị Lị kinh ngạc hỏi. Ngay ở phía trước. Lan Đế hồn nhiên nói. Bên đường, Tam trưởng lão đang chậm rãi đi tới, quan sát cảnh vật khu vực ngoại thành. Hôm nay, cô đã rời đi phủ thành chủ từ rất sớm, một mình đi dạo lung tung ở khu ngoại thành, quan sát cuộc sống ở thành Huyền Vũ. Lộc cộc lộc cộc. Nơi xa có tiếng vang truyền đến, Bối Nhĩ Liên ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là 6 con hung thú, bọn chúng đang kéo xe ngựa lưu ly nhanh chóng tới gần. Tam trưởng lão. Trong xe, truyền đến tiếng gọi của Lan Đế. Bối Nhĩ Liên kinh, ngạc, nhìn thấy xe ngựa đã dừng lại bên cạnh mình. Cửa buồng xe mở ra, Lan Đế thò đầu ra, tò mò hỏi, Tam trưởng lão, ngươi đang đi đâu vậy? Đi dạo khu ngoại thành một chút. Bối Nhĩ Liên thuận miệng giải thích một câu, rồi đổi vấn đề, hỏi, trong xe là Mục Lương các hạ. Ở bên trong thành Huyền Vũ, có thể dùng 6 con hung thú kéo một chiếc xe vô cùng bề thế, cũng chỉ có thành chủ thành Huyền Vũ. Lan Đế dùng giọng nhẹ nhàng đáp lại, đúng vậy, ta với Lị Lị đi theo Mục Lương các hạ, chuẩn bị đến thăm vườn trái cây. Vườn trái cây? Bối Nhĩ Liên ngạc nhiên, thành Huyền Vũ có vườn trái cây. Cô vội vàng lên tiếng hỏi, ta có thể đi chung không? Đương nhiên có thể, mời Bối Nhĩ Liên các hạ lên xe. Trong xe, âm thanh lạnh nhạt của Mục Lương truyền ra, cảm ơn. Bối Nhĩ Liên cất bước lên xe ngựa, đi vào trong xe. Vì toa xe cũng đủ lớn, tiến vào nhiều người như vậy cũng không có chật chội tí nào. Mục Lương các hạ, Bối Nhĩ Liên gật đầu chào hỏi với anh. Mời ngồi. Mục Lương cười nhạt một tiếng, đưa tay ra hiệu. Tam trưởng lão nghe vậy ngồi ở bên cạnh Lị Lị, cô quay đầu nhìn hai cô gái, sau đó con mắt không rời khỏi. Bối Nhĩ Liên kinh ngạc hỏi, Lị Lị, những hoa quả này ở đâu ra? Tam trưởng lão, những hoa quả này chúng ta mua được siêu thị. Lị Lị nhỏ giọng nói, siêu thị. Lông mày của Bối Nhĩ Liên nhăn lại rất sâu. Hôm nay, cô đi ngang qua siêu thị, vì trên thân không có đồng Huyền Vũ, cho nên chỉ đứng ở ngoài cửa ra vào nhìn một cái, sau đó rời đi. Nét mặt của Lan Đế hưng phấn nói, Tam trưởng lão, hoa quả ở siêu thị rất rẻ, quả táo với lê mỗi quả chỉ bán 1 đồng, quýt 1 đồng 2 quả.
Cái gì? Bối Nhĩ Liên ngạc nhiên hô to một tiếng, là lỗ tai mình xảy ra vấn đề hay đầu của Lan Đế bị hỏng? Hoa quả làm sao có thể bán rẻ như vậy? Tam trưởng lão. Khóe mắt của Lị Lị nháy lên, con mắt màu xanh sẫm vụng trộm nhìn về phía Mục Lương với Nguyệt Thấm Lan, thấy khuôn mặt của hai người họ bình tĩnh, trên gương mặt lại có ý cười. Sau khi Tam trưởng lão thấy vậy thì nhếch miệng lên, không che giấu biểu cảm của mình chút nào, còn cười híp mắt. Lị Lị đưa tay nâng trán, bộ dáng của Tam trưởng lão ngạc nhiên, thực sự có chút làm cho người ta khinh thường. Chương 400, phúc lợi cho thuộc hạ. Đây chính là hoa quả, thật sự bán rẻ như vậy. Tam trưởng lão ho nhẹ hai tiếng, che giấu sự bối rối của mình. Thật sự nha, ta mua được với giá 10 đồng huyền vũ. Lan Đế mở ra túi giấy trong ngực, đưa tay lấy ra một quả quýt, ấp úng cắn xuống một cái. Khóe miệng của Mục Lương hơi giật giật. Nguyệt Thấm Lan đưa tay che miệng, ưu nhã cười nhắc nhở, tiểu thư Lan Đế, quýt cần phải lột lớp vỏ bên ngoài ra mới ăn. Hả? Phải lột vỏ sao? Lan Đế ngạc nhiên, đã nuốt xuống vỏ quýt cùng thịt quả trong cái miệng nhỏ nhắn. Đúng vậy, lột vỏ ra ăn mới ngon. Trong đôi mắt màu xanh biển của Nguyệt Thấm Lan hiện lên ý cười. Lan Đế nhìn chằm chằm quả quýt đã được cắn một cái, lâm vào, trầm tư. Hơn nữa, cô còn ăn ba quả như vậy, cũng là cắn cả vỏ và thịt quả, nuốt vào trong bụng. Khóe mắt của Tam trưởng lão run lên, hoa quả còn có thể ăn như vậy. Cô đã lớn như vậy, hoa quả cũng chỉ ăn qua 3-4 lần. Lúc này, nhìn Lan Đế từng ngụm cắn quả quýt, trong lòng đang nổi lên gợn sóng. Khuôn mặt của Bối Nhĩ Liên nghiêm túc hỏi, Mục Lương các hạ, hoa quả ở thành Huyền Vũ thật sự bán rẻ như vậy? Đây chính giá của hoa quả ở siêu thị. Mục Lương lạnh nhạt gật đầu. Miệng của Bối Nhĩ Liên há to, trong lòng đang vô cùng chấn động, rất lâu không thể bình tĩnh. Đại nhân Mục Lương đã đến vườn trái cây. Lúc này, ở ngoài toa xe truyền đến âm thanh cung kính của hộ vệ khu vực trung ương. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Nguyệt Thấm Lan đứng dậy, mở ra cửa buồng xe, một bước xuống xe đầu tiên. Xuống xe thôi, nhóm người Lan Đế cũng lần lướt xuống xe, lại một cây đại thụ. Lị Lị ngẩng đầu, nhìn trên tường rào xuất hiện một gốc cây khổng lồ cao chục mét, tán cây che khuất cả bầu trời, ngẩn người một hồi. Tam trưởng lão nghiêm túc quan sát gốc đại thụ này, phát hiện ở giữa nhánh cây to lớn đã kết thành quả to bằng một bồn rửa mặt. Quả kia chính là quả thụ sao? Mục Lương từ trên xe bước xuống, trước mắt chính là cánh cổng dẫn vào vườn trái cây, người quản lý khu vườn bước nhanh đi tới, nên đón anh đến. Bano cung kính hành lễ, thành chủ đại nhân. Hắn vụng trộm ngước mắt nhìn về phía xe ngựa, ánh mắt có một tí thất vọng, lần này không nhìn thấy con gái đi theo. Ừ, mang ta đi quan sát vườn trái cây chút. Mục Lương lạnh nhạt gật đầu. Vâng, thành chủ đại nhân mời tới bên này. Bano đưa tay ra hiệu, đi ở phía trước dẫn đường. Nguyệt Thấm Lan bước chân nhẹ nhàng đuổi kịp một bên, ba người Lan Đế cũng vội vàng đuổi kịp, đi về phía cánh cổng dẫn vào vườn trái cây. Đạp đạp, Bano đi ở phía trước, giới thiệu tình huống hôm nay của vườn trái cây. Khuôn mặt của hắn chất phác nói, thành chủ đại nhân, bây giờ trong vườn trái cây có 326 cây táo, 153 cây quýt, 18 cây lê. Ngày đầu tiên, Bano tới nhậm chức làm người quản lý vườn trái cây, đã tự mình đi một lượt toàn bộ vườn trái cây, dùng bút than với tấm bảng gỗ, ghi lại số thứ tự vào mỗi thân cây lớn. Mục Lương nghe vậy ngước mắt nhìn Bano nhiều thêm một chút. Rất tốt, anh gật đầu tán thưởng nói. Bano nghe vậy, sống lưng ưỡn càng thẳng, trong lòng rất kích động. Ba người Bối Nhĩ Liên, Lị Lị đều đang trợn to con mắt, trong đầu chỉ có con số vừa mới nghe được. Cộng lại ba loại cây ăn quả, tất cả vượt qua hơn 400 cây, đây là con số gấp mất lần cây ăn quả trên ốc đảo. Bối Nhĩ Liên nhìn ngây người, trái cây bên trên cây táo đang treo trước con mắt của mình. Bano chân thành nói, thành chủ đại nhân, khu vực phía trước là nơi trồng cây táo, nhóm quả táo chín đầu tiên đã hái xong, đều được đưa vào cất ở nhà kho. Mục Lương chậm rãi gật đầu, ngước mắt dò xét một vùng cây táo kéo dài trước mắt. Trên, nhánh cây, quả táo chỉ to bằng nửa nắm đấm nhỏ, số lượng quả xanh không nhiều. Đây là sau khi trải qua mấy đợt hái, còn lại đều là quả chưa chín. Còn những quả táo này, lúc nào có thể hái xuống? Mục Lương bình tĩnh hỏi. Thành chủ đại nhân, căn cứ vào chu kỳ trưởng thành của mấy đợt trước đó mà tính,
Số quả táo còn lại này chỉ cần thêm 3 ngày sẽ toàn bộ chín mọng, có thể hái. Âm thanh của Bano cung kính đáp lại. Phía dưới sự săn sóc của lĩnh vực tinh thần, từ khi cây nở hoa đến lúc trái chín mọng, chỉ cần thời gian chừng 10 ngày. Rất tốt, mang ta đi xem cây quýt. Mục Lương hài lòng gật đầu. Vâng, thành chủ đại nhân mở sang bên này. Bano đi ở phía trước dẫn đường. Dọc theo đường đi, Lị Lị, Lan Đế với Bối Nhĩ Liên đều ở trong trạng thái thất thần. Bây giờ, trong mắt các cô chỉ có mấy cây ăn quả, cùng với những quả táo nửa xanh nửa đỏ phía trên cành cây. Hơn 10 phút sau, mọi người đi tới một nơi khác trong vườn trái cây, ở đây trồng cây quýt với cây lê. Thành chủ đại nhân, quýt cũng đã hái xong, chỉ còn lại số ít quýt chưa chín, 2 ngày sau cũng có thể toàn bộ cắt xuống. Bano giới thiệu tình huống. Hái xong trái cây, nhớ kỹ phải xới đất bón phân, tưới nước cũng phải nhiều thêm chút. Mục Lương dặn dò. Vườn trái cây ở gần khu vực trung ương, mang ý nghĩa ở gần nguồn nước, có mương nước nối thẳng đến vườn trái cây nên việc tưới nước sẽ rất thuận tiện. Vâng, ta nhớ rồi. Bano liên tục gật đầu. Hắn đã an bài người làm, lần lượt đi xưởng phân bón vận chuyển phân bón đến đây. Bây giờ, vườn trái cây có 30 tên công nhân, công việc thường ngày chính là xới đất, bón phân còn có tưới nước cho cây ăn quả. Chờ đến lúc trái cây chín, sẽ ngắt xuống hoa quả đúng thời điểm. Mục Lương nhìn qua quýt cây, có vài đầu cành đã lại lần nữa mọc ra nụ hoa thật nhỏ. Nếu như chất dinh dưỡng đầy đủ, quýt cây rất nhanh sẽ lại lần nữa nở hoa kết trái. Mục Lương nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nói, đúng rồi, Thấm Lan. Nguyệt Thấm Lan chớp chớp cặp mắt màu xanh nước biển, bộ dáng đang lắng nghe. Sắp xếp cho thành phòng quân, tuần cảnh vệ, mỗi người cách 3 ngày có thể đến nhận một quả táo. Mục Lương lạnh nhạt nói, được. Nguyệt Thấm Lan ưu nhã gật đầu, lấy ra sổ ghi nhớ mang theo bên người. Hộ vệ khu vực trung ương, mỗi người mỗi ngày một quả táo. Mục Lương tiếp tục nói, quả táo trồng chất trong nhà kho, chỉ dựa vào siêu thị là bán không được bao nhiêu, hiện tại chỉ có thể giăng lưới bắt chim ở phố buôn bán. Trước khi đến thành Dạ Nguyệt, hoa quả sẽ càng ngày trồng chất càng nhiều trong nhà kho, không có cách nào bán ra bên ngoài. Không bằng phát cho nhóm người thành phòng quân, tuần cảnh vệ, xem như phúc lợi, đồng thời tăng thêm lòng trung thành của bọn họ với thành Huyền Vũ. Trước khi đến thành Dạ Nguyệt, vườn trái cây còn có thể lại thu hoạch thêm một đợt hoa quả, không lo đến lúc đó không có trái cây bán. Nguyệt Thấm Lan gật đầu lần nữa, hiểu đây là phúc lợi cho cấp dưới. Hiện tại, trên mặt nhóm người Bối Nhĩ Liên, biểu cảm ngẩn ngơ, đây cũng quá hào phóng, phát quả táo miễn phí cho thuộc hạ. Thật hâm mộ, Lan Đế cảm thán nói từ tận đáy lòng. Chúng ta chỉ có thể hâm mộ họ thôi, Lị Lị cười khổ một tiếng. Hoa quả là một món ăn xa xỉ như vậy, thành chủ thành Huyền Vũ lại phát miễn phí cho thủ hạ. Bối Nhĩ Liên đang muốn hé miệng lại im lặng, lại một lần nữa đổi mới nhận thức với Thành Huyền Vũ và Mục Lương. Thành Huyền Vũ hào phóng lại giàu có như vậy, chắc sẽ chướng mắt ốc đảo. Vậy tiếp theo chuyện hợp tác làm sao thương lượng? Các bạn vừa nghe xong tập 40 của bộ truyện Ta xây ra viên trên lưng Huyền Vũ của tác giả Các Trùng Khống tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.